Anh vào đi. Đây em đăng ký xe. Bên anh đội mua là anh bên tấm đội tấm đội mới anh đây là tập trung vào về được điểm vàng rồi đấy à tấm đội mới ở chung một chút chín hai còn bên này là anh Huy tập trung vào phát nước đổi sân tỷ số một đều 30-15 nói chung là em được Đi
anh Vinh hết cả. Huy bảo là anh em đi, bắt đầu Huy bảo là anh em đi hồ nó mời. Sân này anh ơi, đánh vào sân này. Chơi đi lo hết. Bay rồi. Anh ra đi. Em ăn quá. Đã đi đã mất thời gian đi rồi. Tôi nhìn ra em đang đánh rừng. Chi có đánh không?
Hai người dân Trung, hai bên đều có người dân Trung. Ừ, một bên là Trung Nguyên, một bên là Trung, một bên cũng hai mươi tên nhỏ. Thank you.
được 3 trận. Hãy đặt cờ đây. Sang bên kia tầm lao cây nhỉ. Anh ăn lấy ở dưới chỗ đấy. Bên tôi
Sân số 1 mời bố động viên trường Trần Đức Em cặp đội Đông Hải Phú VP ở sân khởi động Bình Hiếu ạ. Chúng ơi, đi sang vườn xoài. Xin thông báo đội chúng tôi động viên thắng trận playoff thì di chuyển về sân vườn xoài. Chúng ơi, tôi sang vườn xoài cùng nhá. Có xe không? Có. Cho tôi đi cùng với cả nhà vô địch phát.